Chào bạn, tên tôi là Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến coreshop24h.com, chuyên phân phối những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Và Bá Ngọc đã làm rất nhiều những video nói về sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em, và cũng đã giúp cho rất nhiều những trẻ nhỏ sau khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em thì cũng đã thay đổi rất là nhiều, bé ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và phát triển đều đặn hơn. Và video ngày hôm nay cũng không như ngoại lệ, đó là sản phẩm nước hồng sâm có tác dụng như thế nào đối với hệ miễn dịch của trẻ và nâng cao sức đề kháng. Thì trong một thời lượng rất là ngắn thôi, chỉ 3 đến 4 phút thôi, thì Bá Ngọc sẽ chia sẻ những thông tin hết sức là quan trọng này. Và như các bạn cũng biết thì khí hậu ngày càng biến đổi nhiều và rất là khắc nghiệt. Và mỗi khi thay đổi thời tiết, do cơ thể của trẻ còn rất là non nớt, cùng với đó là hệ miễn dịch còn rất là yếu. Chính vì vậy mỗi khi thay đổi thời tiết hay là những cái đợt dịch cúm thì trẻ rất là dễ mắc phải những vấn đề như là đau rát họng, sổ mũi, ho kéo dài, thậm chí là viêm phế quản. Và cũng có rất nhiều trẻ nữa đó là lười ăn miếng ăn, dẫn đến bị thiếu chất và còi xương suy dinh dưỡng. Vậy thì sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em nó tác dụng như thế nào đối với hệ miễn dịch của trẻ cũng như nâng cao sức đề kháng? Là khi sử dụng sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em một cách đúng đắn, thường xuyên và đúng với lứa tuổi thì cái tác dụng đầu tiên mà thu được đó là sẽ bổ sung đầy đủ những vitamin và khoáng chất thiết yếu cho trẻ trong một ngày, từ đó giúp trẻ ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Và đặc biệt là trong sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em có một thành phần vô cùng quan trọng, đó là vitamin D3 và canxi. Khi mà bổ sung đầy đủ vitamin D3 và canxi thì sẽ giúp cho trẻ đó là nâng cao được hệ miễn dịch và từ đó giúp trẻ ăn ngon. Cộng với đêm nữa thì trẻ rất là không còn cái hiện tượng quấy khóc về đêm cũng như ra môi trộn. Cộng với đó, khi mà nâng cao được hệ miễn dịch và tăng cường sức đề kháng cho trẻ thì cơ thể trẻ sẽ chống chọi được rất nhiều những tác nhân gây bệnh từ bên ngoài môi trường, ví dụ như cái đợt dịch cúm, và sẽ chắc chắn sẽ giảm thiểu đi rất nhiều hiện tượng ví dụ như là đau rát họng, sổ mũi, cúm, ho kéo dài, vân vân. Đặc biệt là khi bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất thì sẽ giúp cho trẻ nâng cao về sức lực, giảm thiểu những cái hiện tượng mệt mỏi trong quá trình học tập cũng như là vận động quá sức. Vừa xong thì Bá Ngọc đã chia sẻ những thông tin hết sức là quan trọng. Nước hồng sâm dành cho trẻ em có tác dụng như thế nào đối với nâng cao hệ miễn dịch cũng như tăng cường sức đề kháng cho trẻ? Nếu như bạn hay những người thân trong gia đình đang có con nhỏ mắc phải những vấn đề như hay ốm vặt, còi xương suy dinh dưỡng, hay quấy khóc về đêm, vân vân, chậm phát triển, thì sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em là một lựa chọn vô cùng là tuyệt vời. Đó cũng là món quà hết sức là tuyệt vời dành cho con đấy ạ. Bởi vì coreshop24h.com cũng như là Bá Ngọc cũng đã trong suốt một thời gian qua cũng đã giúp rất nhiều những trẻ nhỏ đã hoàn toàn thay đổi chất lượng của cuộc sống, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn rồi ạ. Và có thể giúp bạn mua được dòng sản phẩm nước hồng sâm chính hãng, đảm bảo về giá thành cũng như là chất lượng sản phẩm, thì bạn có thể kéo xuống phần phía dưới mô tả của video này, kích vào đường link coreshop24h.com, hoặc bạn có thể gọi đến số hotline 0904 363 985 để được tư vấn trực tiếp. Khi bạn mua hàng tại coreshop24h.com thì chúng tôi có chính sách, nếu trong suốt trình sử dụng sản phẩm bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền 100%. Và đặc biệt, trong 7 ngày nếu bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng sản phẩm thì chúng tôi sẽ đổi trả hàng cho bạn mà bạn không mất thêm bất cứ một khoản chi phí nào. Cùng với đó nữa thì trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, chúng tôi có những đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành với bạn để sử dụng sản phẩm làm sao đạt kết quả tốt nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau.